Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thôn Làng Nủ hồi sinh trong tình yêu thương của đồng bào cả nước. Ngày 1 tháng 11, phóng viên Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh (PLO) đã trở lại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Cùng với đóng góp thiết thực về vật chất từ Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài truyền hình Việt Nam, đồng bào cả nước luôn dõi theo từng bước hồi sinh của thôn Làng Nủ. Ghi nhận của chúng tôi cho thấy, những đau thương đã dần nguôi, người dân nơi đây đã sẵn sàng cho cuộc sống mới. Cùng với việc bắt tay vào sản xuất nông nghiệp, trang trí lại thôn xóm, người dân thôn Làng Nủ đang mong chờ ngày khu tái định cư mới hoàn thành để an cư lạc nghiệp. Sau hơn một tháng thi công, từ ngày 21 tháng 9, dự án khu tái định cư thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang đảm bảo tốt tiến độ đề ra. Trao đổi với PLO, ông Đặng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Bảo Yên cho biết, tại công trường xây dựng có tổng cộng hơn 300 cán bộ chiến sĩ, kỹ sư, công nhân làm nhiệm vụ. Mỗi ngày, lực lượng thi công đều có mặt từ trước 6 giờ sáng, chia ca kíp làm việc liên tục đến hơn 10 giờ đêm. Có những ngày phải tăng cường, đơn vị thi công làm việc đến 12 giờ đêm để đảm bảo đúng mục tiêu tiến độ đề ra, ông Mạnh nói. Đơn vị thi công dự án đạt mục tiêu hoàn thiện 40 căn nhà, một điểm trường cùng toàn bộ hệ thống điện nước, hạ tầng giao thông, bàn giao cho bà con trước ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12. Duy chỉ có nhà văn hóa cộng đồng thì có thể chúng tôi sẽ chưa kịp hoàn thiện trong dịp này, ông Mạnh nói. Trao đổi với PLO, ông Đặng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng huyện Bảo Yên cho biết, tại công trình xây dựng có tổng cộng hơn 300 cán bộ chiến sĩ, kỹ sư, công nhân làm nhiệm vụ. Mỗi ngày lực lượng thi công đều có mặt từ trước 6 giờ sáng, chia ca kíp làm việc liên tục đến hơn 10 giờ đêm. Có những ngày phải tăng cường, đơn vị thi công làm việc đến 12 giờ đêm để đảm bảo đúng mục tiêu tiến độ đề ra, ông Mạnh nói. Cũng theo ông Mạnh, trong quá trình thi công dự án khu tái định cư thôn Làng Nủ, đơn vị xây dựng gặp khá nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi, nhất là gặp tình trạng sương dày đặc vào buổi sáng. Cùng với đó, nhiều ngày mưa liên tiếp khiến một số điểm trên đường dẫn vào các khu tái định cư bị sạt lở, trơn trượt. Việc đi lại, vận chuyển nguyên vật liệu rất bất tiện. Chúng tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương trong quá trình giải phóng mặt bằng, giải quyết những vướng mắc về thủ tục hành chính, cũng nhận được nhiều sự thăm hỏi, hỗ trợ của bà con người dân, lực lượng địa phương, ông Mạnh cho biết thêm. Trước đó, tại lễ khởi công xây dựng ngày 21 tháng 9, Đại tá Nguyễn Thế Lực, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, khẳng định sẽ tập trung huy động đội ngũ cán bộ, kỹ sư có kinh nghiệm, năng lực và đầy đủ các thiết bị để triển khai thi công dự án, đảm bảo chất lượng, đúng thiết kế, phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán sinh sống của bà con nhân dân. Cùng với đó, đơn vị này cam kết phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tư vấn giám sát và chính quyền địa phương trong quá trình tổ chức thi công. Khu tái định cư Làng Nủ được xây dựng tại khu vực Đồi Sim, có địa hình cao, rộng rãi, đảm bảo an toàn, cách vị trí xảy ra trận lũ quét khoảng 2 km. Quy mô xây dựng giai đoạn 1 là khoảng 10 ha, khoảng 1.000 m2 trên hộ gia đình. Theo dự kiến, 40 căn nhà sẽ được xây dựng 2 tầng, thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày, cùng các công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh. Cùng với đó, các công trình như trường học, nhà văn hóa, hệ thống giao thông, điện, nước cũng được xây dựng, đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài. Tập đoàn Hòa Phát tài trợ 10 tỷ đồng cho bà con Lào Cai tái thiết sau bão số 3. Nhằm chung tay giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ, Tập đoàn Hòa Phát đã tài trợ 10 tỷ đồng cho tỉnh Lào Cai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 Yagi và tái thiết xây dựng lại nhà cửa. Cụ thể, tập đoàn giúp đỡ bà con với nhiều hình thức, tài trợ xây mới kiên cố 28 căn nhà tại xã A Lù, huyện Bát Sát, Lào Cai, với tổng trị giá 5,6 tỷ đồng. Tài trợ tôn lợp mái cho 55 căn nhà của người dân cũng như một số điểm trường, nhà văn hóa địa phương tại Làng Nủ và Nậm Tông, với tổng trị giá 3 tỷ đồng, trong đó ở làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên là 40 căn nhà và ở thôn Nậm Tông, xã Nậm Nút, huyện Bắc Hà là 15 căn. Ngoài ra, cán bộ công nhân viên tập đoàn vừa trao tặng 2.000 suất quà trị giá 2 tỷ đồng tận tay bà con ở 3 huyện Bát Sát, Bắc Hà và Bảo Yên. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi thiện nguyện của Hòa Phát, hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Sáng ngày 28 tháng 10 năm 2024, đại diện lãnh đạo tập đoàn Hòa Phát đã tới dự lễ khởi công xây dựng căn nhà đầu tiên của anh Thào A Gia ở thôn Phiền Chải 2, nằm trong số 28 căn bị lũ làm sập hoàn toàn, được Hòa Phát hỗ trợ tái thiết xây dựng lại tại xã A Lù, huyện Bát Sát. Trong trận mưa lũ sau bão Yagi vừa qua, anh Gia đã mất đi cả bố lẫn mẹ. Ngôi nhà của gia đình anh cũng bị mưa lũ, bùn đất cuốn sập. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai gửi lời cảm ơn tới Tập đoàn Hòa Phát đã quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ, dành tình cảm đặc biệt và sự hỗ trợ to lớn, thiết thực, kịp thời đối với người dân các dân tộc tỉnh Lào Cai nói chung và người dân các dân tộc khu vực biên giới huyện Bát Sát nói riêng trong việc khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra. Ông Giang chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng các căn nhà đúng thiết kế, quy chuẩn, hoàn thành đúng tiến độ đề ra, qua đó tạo niềm tin, uy tín đối với nhà tài trợ. Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát cho biết, ngoài hỗ trợ 1.500 căn nhà cho người nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của chính phủ, việc hỗ trợ 28 căn nhà cho bà con tại xã A Lù, huyện Bát Sát là hành động thiết thực của Tập đoàn Hòa Phát, giúp cho người dân tái thiết sau bão lũ, có ngôi nhà kiên cố, an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống. Tập đoàn Hòa Phát sẽ phối hợp cùng bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương phấn đấu hoàn thành các ngôi nhà này trong thời gian sớm nhất trước Tết Nguyên Đán để bà con kịp đón Tết cổ truyền. Đại tá Trần Quang Tùng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cũng cam kết hỗ trợ đúng đối tượng cùng các đơn vị thi công hoàn thành 28 căn nhà đúng tiến độ 20 tháng 1 năm 2025 và đảm bảo chất lượng công trình cho các hộ, phấn đấu để bà con có nhà đón Tết no ấm và an toàn hơn. Cuối tuần qua, những lô tôn xốp ngói đầu tiên của Hòa Phát cũng đã chuyển về làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, góp phần tái thiết cho bà con. Tổng cộng khoảng 20.000 m2 tôn xốp tái thiết làng Nủ và Nậm Tông được Hòa Phát thực hiện giao cuốn chiếu cho Ban Quản lý Dự án Xây dựng các huyện của Lào Cai thông qua đầu mối các đại lý của công ty tôn Hòa Phát. Dự kiến, số tôn lợp này sẽ được cung cấp cho các công trình từ nay đến khi hoàn thành theo tiến độ xây dựng. Người dân làng Nủ có nơi ở mới. Ngày 21 tháng 9, khu nhà tạm dành cho người dân thôn làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai được hoàn thiện đón bà con về ở. Người dân thôn làng Nủ sẽ ở tạm tại khu nhà này cho đến khi khu tái định cư được xây dựng xong. Trước đó, ngày 13 tháng 9, chính quyền huyện Bảo Yên cho biết sẽ xây dựng một khu nhà tạm cho người dân thôn làng Nủ trước khi khu tái định cư được hoàn thành. Khu nhà tạm này nằm cách khu ở cũ của người dân khoảng 1,5 km, vẫn ở trong địa bàn thôn. Toàn khu nhà tạm có 23 căn, được xây dựng bằng khung thép chắc chắn trên mặt bằng rộng 2.000 m2 với tổng kinh phí xây dựng là 2 tỷ đồng do Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup tài trợ. Ngoài ra, Quỹ Thiện Tâm còn hỗ trợ ngay 200 triệu đồng cho mỗi gia đình có người tử vong tại thôn làng Nủ để động viên tinh thần cho bà con, hỗ trợ những người ở lại trang trải cuộc sống, sinh hoạt và tái sản xuất kinh doanh. Ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm cho biết, ngay từ ngày 13 tháng 9, Quỹ đã trao đổi thống nhất với lãnh đạo tỉnh, huyện để xây dựng ngay một khu nhà tạm cho những người dân thôn làng Nủ. Họ là những người dân may mắn thoát nạn trong trận lũ quét nhưng phải ở nhờ tại nhà văn hóa thôn, xã hoặc nhà người thân. Trong thời gian chờ khu tái định cư được xây dựng xong, người dân sẽ không có chỗ ở. Nhiều người phải ở tại nhà văn hóa. Chúng tôi đã đến tận nơi và cảm thấy ở đó rất bất tiện, thiếu thốn. Chúng tôi quyết tâm làm sao để giải quyết được phần nào những khó khăn trước mắt cho bà con một cách nhanh nhất để mọi người có điều kiện sinh hoạt tốt nhất, ông Tuấn nói. Như vậy, chỉ trong 7 ngày kể từ khi bắt đầu triển khai xây dựng, khu nhà tạm gồm 23 căn nhà đã được hoàn thiện. Theo ông Tuấn, để có được kết quả thần tốc này phải kể tới những nỗ lực không quản ngày đêm của cả hệ thống chính quyền địa phương, lực lượng xây dựng, quân đội, dân phòng, thanh niên và quỹ thiện tâm. 3 giờ chiều ngày 21 tháng 9, tỉnh Lào Cai cũng chính thức khởi công xây dựng khu tái định cư thôn Làng Nủ. Khu tái định cư này được xây dựng tại khu vực Đồi Sim có địa hình cao, rộng rãi, đảm bảo an toàn, cách vị trí xảy ra trận lũ quét khoảng 2 km. Quy mô xây dựng giai đoạn 1 là khoảng 10 ha, khoảng 1.000 m2 một hộ gia đình. Theo dự kiến, 40 căn nhà sẽ được xây dựng 2 tầng, thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày, cùng các công trình phụ trợ như bếp, nhà vệ sinh. Cùng với đó, các công trình như trường học, nhà văn hóa, hệ thống giao thông, điện, nước cũng được xây dựng, đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định lâu dài. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.